tên đi. Hai con em xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Nhớ Quê của gia con em. Rồi, chào cả nhà nha. Hai cho con ấy đi chợ mua con cá suối. Giờ mình không mắm. Sáng thì hai con em có ra chợ cả nhà gặp được con cá chê suối à. Cái chê suối này ký mấy lần? Ký rưỡi. Thì bây giờ hai con em sẽ kho mắm nha cả nhà. Ủa cha, à, cá suối to vậy. Giờ mắm bữa ơi. Dạ, giờ đem đi làm á cha. Ơi, đem đi làm ạ. Rồi, hai cả nhà cha thì đi làm cá rồi cả nhà ơi. Thì cảnh làm cá thì không có quay lên YouTube được nha. Nhiều khi YouTube nó không nó khó cả nhà. Thì giờ quay cảnh mẹ lặt cái ao nè. Thì món, chào cả nhà nha. Món lẩu mắm này á thì sẽ có rau cù nèo. Nay sáng mua được một ít cù nèo mẹ hả? Cù nèo. Cù nèo nè. Với đậu rồng, cà tím với khổ qua nha. Rồi khổ qua kia bà lấy cho mấy trái thôi nhìn xấu vậy rồi. Đó, khổ qua. Rồi đặc biệt là có bông súng nha cả nhà. Bông súng nè, bông súng thì sẽ chấm với cần nước. Cần nước thì cũng chấm luôn. Cái này thì có cái rau cần như dưới quê mình trồng hồi xưa ấy mẹ. Cần gì mà hay trồng á, cần già già không phải cần nước này. Rau cần già, rau cần rau cần đồng đó, rau cần á. Ừ, cháu ăn ngon lắm. Rau cần đó tới tay luôn nha. Bông súng. Giờ mẹ lặt rau. Rộng non quá trời ha. Mày cắt này đi, nè, lọc con súng phụ cho. Cắt dây nè. Móc hồn cũng qua đi nè. Hồn qua hả? Móc bỏ cái bọc đi con. Ừ. Con cái bọc không có bọc. Hồn qua này không ngon rồi con. Hôm nay sẽ kho nồi. Nồi kho mắm ngon. Để đó đi, ừ. Để mà kêu bà lựa, kêu bà lấy cho cái bà. Lấy mà cái trái không ngon phải không? Lấy mấy trái già già cho mình. Dập hết trơn cái này. Bán giờ nó đâu có chỗ vô lựa đâu nha. Gấp gì? À. Học rồi chưa con? Học xong rồi đó. Lên gấp gì? Hồi nãy lên tới đây. Ừ. Đây ngắn được. Đẩy. Con bào ngược gì con? Con bào gì nè? Gì nè? Nè. À. Chim này là bào xuống, chim cuốn này nè. Gì nè, ha. Thấy bà nội bà chỉ cho này nè, gì nè ha. Đó, vậy đó. Mắc cái chim cuốn dài xuống. Ờ, bào đúng rồi. Bào lên hả? Bào dưới đít này là bào lên. Bào chim cuốn bào xuống. Ờ, đúng rồi, vậy đó. Tập làm đi, lớn rồi. Phụ bà đi. Bào không biết cắt. Biết rồi, bào đi. Ờ, là con đó, bà nội cắt. Còn gấu làm được gì rồi? Gấu chỉ biết làm chơi thôi. Gấu lấy xe ô tô chơi đi con. Gấu chơi đi. Chị hai này phụ được bà nội rồi nha. Hai này lớn rồi đó. Học xong ra phụ. Học xong ra phụ à? Ủa? Mình nói cái chỗ này bào sao? Chỗ đó không được rồi, thôi để đi. Cố bào cho được nhưng chứ sao? Nó cong thì con để đó đi. Lát bà nội giữa bà nội gọt. Nội gọt là bỏ. Chỗ đó nó cong con bào không được. Ai cũng làm, có anh thanh niên này thì ngồi ăn. Ai cũng làm, anh thanh niên ngồi ăn cái nhà. Ai cũng làm, anh thanh niên ngồi ăn. Anh sung sướng quá mà. Anh thanh niên năm nay 30 tuổi à? 40 mấy tuổi rồi. 4 tuổi. 4 tuổi hả? 4 tuổi đúng rồi, 4 tuổi rưỡi. Nó 4 mấy tuổi nó không chịu, nó 4 tuổi mà nó 4 mấy tuổi. Rau là lặt xong hết rồi nè. Lặt xong hết rồi. Cá cha đã làm rồi xong rồi. Thái là mỏng mỏng rồi cha. Ừ, thái mỏng á. Giờ cái thịt nó để nhúng cái gì? Giờ thịt để nhúng. À.
giờ mình đang bây giờ lượt mắm cái đi. Mắm. Mình thử tỏi mỡ rồi rồi có xào. Dạ. Xào thịt, xào đầu cá là bỏ vô trước. Nắng nó chói ngày vô cái biếu rồi nha. Giờ lượt mắm chứ hả dạ? Mắm đi. Bỏ mắm vô cho nó chín ngày lượt. Nắng chói ngày cái biếu. Hôm nay nắng nó chói ngày biếu ta. Chút kỳ trở đấy nè, trở mặt trời nè. Trở trời hả? Ừ. Thì cái biếu mát à. Đây là mắm sôi rồi nha. Rã rồi nha. Rồi giờ đổ lượt mắm nha. Lượt mắm. Không quá nha. Lắc 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 lắc. Rồi thử tỏi mỡ. Nấu nồi luôn nha. Nấu nồi luôn. Đây thì có miếng ba rọi nữa. Ba rọi thử rồi mà thấy bỏ vô nó ngon. Béo nha. Béo. Đột cá quá to bỏ vô luôn, bỏ vô trước luôn. Rồi, bây giờ đổ mắm vô nghe cả nhà. Mắm vô rồi, dạ, mắm lường nãy rồi đúng không? Rồi, được rồi đó. Rồi, bỏ hai miếng nêm vô. Dạ, đổ nêm á dạ. Ừ, nêm ạ. À. Một nêm. Cái này có nêm muối không dạ? Không, muối cái đó muối khoan anh nêm. Từ từ nêm sau á, sau mắm mà. Cá thì mình sẽ bỏ ra dĩa nha nha. Bỏ dĩa tí nhúng nha. Xíu nhúng. Chứ để nhúng trước cái là nó bấy hết. Cái phần xương này thì tí mình thả vô nồi luôn. Ừ. Cho nó chín sớm đi. Mắm này thì không thể nào thiếu xả nha nha. Giờ cắt xả đây. Đây thì có mấy bụi xả tốt lắm nè. Bụi xả tốt lắm nha cả nhà. Quá trời tốt luôn. Trồng á chả? Ừ. Tốt quá trời ha. Ừ. Tốt cũng ghê không? Rồi, đúng rồi thôi. Cả nhà ơi, vậy là gia đình em đã nấu xong cái phần lẩu mắm rồi nha cả nhà. Lẩu mắm cá chê nha. Ủa chê siêu to luôn. Giờ thì em bắt đầu thưởng thức nha, mời cả nhà thưởng thức cùng gia đình đến nha. Thôi mà cả nhà nha, dùng cơm nha. Ăn lẩu mắm. Mời cả nhà ăn cơm nha, ăn với lẩu mắm cá cá chê. Con mời mà cô chú, con mời mà chủ, con mời. Rồi. Cảm ơn bà nội. Cảm ơn nha. Rồi, thôi rồi, nghe nhà đi. Ai nồi là bóng sôi lắm rồi nè. Chào bạn đi. Chào bạn. Rồi. Nè, cá chín rồi nè, bỏ tôm đi vô, nổi bỏ tôm đi. Cá cha. Nè đây nè. Cha, con cha nữa. Ừ, cha nữa, tí cha. Nồi lẩu mắm hấp dẫn lắm rồi nha. Rồi, đổ miếng nè. Đang sôi luôn. Ừ. Thôi. Thôi cái môi nhỏ xíu dễ thương kìa. Có cái môi bự nữa mà sao không lấy cái môi bự. Ngon không? Con cảm ơn cha. Rồi, đó đi. Rồi, con bóng qua đi. Đó. Làm cái đó đi con. Hấp dẫn chưa? Rồi. Rồi ăn đi. Nha. Đây thì có gỗ gà sống nha nhà. Gà sống này thì sống nó ra luôn. Mẹ ơi tới không? Cái gì đưa qua, cái bàn hơi chật. Dọn dọn đồ ăn ra cái là nó hết chỗ luôn. Đâu rồi? Nó ngon. Cũng ngon.
Ăn không hả mẹ? Đâu rồi, thôi ghê vậy nha. Cá vậy? Quá trời con cá. Cá bự. Cá bự trời ha. Cá này mấy ký dữ rồi con? Ký dữ. Ký đó hả? Ta thử cái thịt nó dai nha. Dai chưa? Nó giống cá suối. Thì là phải dai rồi đó. Kê bự nhưng mà nó dai. Như cả. Ờ ăn đi. Thịt này nó phải dai rồi. Ngon lắm, mắm ngon, mắm kho ngon quá. Đó. Rau ăn mà ăn mắm kho ngon quá. À. Ừ. Ừ. Dai. Dai không? Có muốn ăn đi đâu? Con ăn đi con. Người cá dưới gì vậy? Nhỏ các bạn tí ra không? Ngọc Trang nước nhiều dữ con. Dạ. Trang nhiều vậy mặn không? Con đẹp cá thịt bỏ cơm mới cho mấy đứa ăn chứ. Có thịt bên đây nè. Cá này có, thả này qua cho anh cá nè. Thử miếng cá hay dai không? Đây con. Dài nha. Dài lắm. Dài. Rau nè, mẹ lên cầm thấy không? Một ít rau bánh nè. Cái gì á? Nó bỏ vô ăn liền nữa. Thử coi. Đúng vô rồi. Đúng vô rồi. Mẹ ăn đi cha. Ăn nóng được mà không? Cũng nhúng vô ăn được rồi. Cái gì? Đậu rồng. Anh ăn đi, vừa kẻ cho. Lẩu có rau ngon. Nhiều rau ngon nha. Nhiều rau, đậu rồng. Mấy cái rau này nó hợp. Tai tượng, bông súng. Rau này nó hợp với lẩu mắm nè. Đây nè con, nè thấy không? Nè, thịt nè, con. Nè. Cái đấy, tô đó. Bố ăn gấu. Ừ. Nghĩ đi. Ngon quá, thằng gấu ăn vô con. Thôi, con giỏi rồi. Con ngồi ngay ngắn đấy ơi. Nó lưng lên. À, bố ăn đi. Kho mắm đi cho mỡ ăn ngon. Mỡ gì đó mà kho thì ngon hơn nữa không? Cá mỡ nó ngon không? Ừ. Kho mắm này nhà có mỡ thịt ba gọi được ngon. Ở cả nhà ơi, gia đình em nãy giờ ăn cũng được hơn một nửa rồi nha. Giờ thì chắc cũng xin kết thúc video tại đây đi để gia đình em ăn cái phần còn lại nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video nha. Nếu như cả nhà thấy hay thì cho xin một like và đăng ký nha. Cảm ơn cả nhà thật nhiều. Bye bye. Bye.